Chính phủ Nhật Bản vừa xác nhận 5 ca mắc COVID-19 ở nước này nhiễm biến thể đôi, tức là có đặc tính của hai biến thể khác nhau của virus SARS-CoV-2. Biến thể này đã được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ và được cho là có khả năng lây nhiễm cao, ảnh hưởng tới hiệu quả của vaccine. Trong khi đó, Viện Các Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản đã nâng cảnh báo về biến thể SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu ở Philippines lên mức cảnh báo tương đương với các biến thể được phát hiện lần đầu ở Anh, Nam Phi và Brazil. Nhật Bản đã lần đầu tiên phát hiện biến thể này hồi tháng 3.